Xin chào các bạn, thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng mực ống với bút S206 của Sao Thiên. Cái dòng bút rất là thông minh này, cực kỳ thông minh, có đệm định vị tay cầm rất rõ ràng, và bên dưới này nó còn nõm xuống để các bé cầm được thoải mái hơn. Ok, mình sẽ xoáy ra. Bình thường bút mới thì hiện tại chưa mực, nếu các bạn mua bút thì các bạn mua thêm mực. Bút mới chỉ có cái hút mực nọ như này thôi, thì các bạn rút cái này ra, các bạn hút mực nọ ở đây, sau đó các bạn cắm vào như này. Còn như mình dùng mực ống thì mình cất cái ruột này đi, sau này mình có nọ mực thì mình dùng cái ống bơm mực này. Bây giờ mình sẽ dùng mực ống mình cho vào đây, cho đầu nhỏ vào nhé các bạn nhé, cho vào đây và các bạn vừa ấn vừa xoáy nó kêu cạch một cái. Đấy, chưa được, rất là chắc đấy, rồi ấn cạch cái, hoặc các bạn cầm như này, các bạn ấn xuống này, vừa ấn vừa xoáy xuống này, như mình ấn tay khỏe mình ấn được, xoáy vào. Mới đầu thì ấn mực vào thì các bạn chưa viết được ngay đâu, à viết được luôn này. Còn bình thường mình vẩy ra một hai giọt mình viết, còn bút này thì nó xuống rất là dễ và mình sẽ viết được luôn. Bây giờ mình sẽ viết cho các bạn xem một hai chữ nhé.